Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của ông Thanh Nữ Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip thông báo những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn. Vâng, như trước màn hình ống kính, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những cuốn băng, những chiếc đầu băng cối và những chiếc quạt, những chiếc đĩa than được những vị khách hàng chốt đơn trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2020, gồm có 4 cuốn băng Akai và 3 chiếc đĩa than, 1 chiếc đầu tự hành Sony TC630 mới về trong buổi tối ngày hôm qua, và có duy nhất 1 chiếc quạt Na chạm tắt mang mã số 258 cũng được khách hàng chốt đơn. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi cho 6 vị khách hàng có đơn đặt hàng trong ngày hôm nay. Vâng, vị khách hàng đã lựa chọn được 1 chiếc đầu tự hành TC630. Vâng, rất nhiều các bác khách hàng quan tâm và muốn sở hữu sản phẩm như vậy, nhưng cửa hàng chỉ có duy nhất 1 chiếc. Vậy vị khách hàng nhanh tay nhất thì vẫn là những vị khách hàng thường xuyên theo dõi kênh của ông Thanh Nữ Hạnh. Và sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút và đọc những danh sách của những vị khách hàng chốt đơn để quý khách hàng có thể biết thông tin của mình. Trên danh sách, các bác chuẩn bị nhận hàng giúp cửa hàng nhé. Vâng, vị khách hàng đầu tiên cửa hàng xin gửi cho anh Đinh Việt Hùng. Anh có địa chỉ ấp Hòa Phú 4, thị xã An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Anh đặt 2 chiếc đĩa than, 1 chiếc đĩa ngày xưa anh nói, và 1 chiếc đĩa chiều cuối tuần. Vâng, chiều cuối tuần thì chỉ có 2 chiếc về với cửa hàng. Cửa hàng cũng đăng lên Zalo riêng của mình, thì hai bác khách hàng nhanh tay nhất cũng đã chốt được sản phẩm ngay sau khi cửa hàng đăng lên trang riêng. 1 chiếc đĩa ngày xưa anh nói mới về trong buổi tối ngày hôm qua, và 1 chiếc đĩa chiều cuối tuần được bác khách hàng đến từ Châu Thành, An Giang đã lựa chọn. Vâng, đây cũng là những bác khách hàng quen thuộc rồi nhé. Tiếp theo thì xin gửi cho anh Cam. Anh có địa chỉ xã Liêm Tiết, Phủ Lý, Hà Nam. 1 chiếc đĩa than chiều cuối tuần, giá 2.200.000. Chiếc đĩa ngày xưa anh nói giá 1.400.000. Khách hàng thứ 3 trong clip này, cửa hàng xin gửi cho anh Tuấn. Anh có địa chỉ tại công ty gạch men cao cấp Vikenda, khu công nghiệp Nễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Anh lựa chọn 1 chiếc quạt mang mã số 258, 1 chiếc quạt la chạm tắt. Chiếc quạt này thì cửa hàng cũng thông báo lên kênh và cũng đã chụp hình đăng lên Zalo riêng. Thì anh Tuấn đã kết luôn sản phẩm và cũng đã chuyển khoản hết số tiền mà chiếc quạt này cửa hàng đã đăng lên Zalo riêng. Và tiếp theo xin gửi cho anh Sơn. Anh có địa chỉ tại nhà hàng Sơn Thảo, phố Hồ, thị trấn Hồ, Bắc Ninh. Vâng, anh có lựa chọn 1 chiếc đĩa than, xin lỗi, 1 cuốn băng Akai tiếng hát Giang Tử. Vâng, anh thì cũng đã đặt rất nhiều những chiếc cuốn băng bên cửa hàng cung cấp rồi, và ngày hôm nay thì là đây là cuốn băng mà anh đã lựa chọn mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Theo vị khách hàng thứ 5, cửa hàng xin gửi cho anh Quang. Anh có địa chỉ tại siêu thị đồ gỗ Sơn Quang, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Anh đặt 3 cuốn băng, 1 cuốn cửa hàng lắp xương 747 là anh đã lựa chọn 1 cuốn Chế Linh Thanh Tuyền. Cuốn thứ 2 là cuốn Kim Đằng 12 lắp vào xương 635. Tiếp theo một cuốn Chế Linh, xin lỗi, Thanh Tuyền 12. Vâng, vậy 3 cuốn băng này là của anh Quang. Anh có địa chỉ tại siêu thị đồ gỗ Sơn Quang, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và anh Quang thì là những vị khách hàng cũng đã từng mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi, điển hình như chiếc đầu 635 và 1 chiếc mâm than bên cửa hàng. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng nhé. Vị khách hàng cuối cùng, cửa hàng xin gửi cho anh Trần Xuân Hảo. Anh có địa chỉ số nhà 16, tổ 3, phường Ỷ Nan, thành phố Tuyên Quang. Anh đặt 1 chiếc đầu Sony tự hành TC630. Vâng, sản phẩm thì sau khi đăng tải lên kênh của mình thì rất nhiều các bác khách hàng quan tâm và đã muốn sở hữu được sản phẩm như vậy, mức tiền giá dưới 18 triệu. Nhưng anh Hảo là những khách hàng thường xuyên theo dõi kênh và anh Hảo cũng chấm đồ rất là nhanh. Khi
khi sản phẩm cửa hàng quay lên và anh cũng đã theo dõi luôn, và anh cũng đã liên hệ với cửa hàng để đặt sản phẩm một chiếc đầu Sony Citadel TC630. Vâng, đây là những phiên bản hiếm, và lựa chọn được những chiếc đẹp như vậy thì cũng rất rất hiếm luôn. Và ngày hôm nay thì có duy nhất một chiếc, và chiếc này thì được sử dụng đa cầu điện, chất âm thì tuyệt vời, trưng bày deco hoặc để phòng ngủ, phòng khách cũng đều ok nhé. Và rất là tiện khi quý khách hàng có thể xách như một chiếc vali đi dã ngoại hoặc đi du lịch đâu đó mà có thể mang đi để sử dụng, bởi vì sản phẩm này là sử dụng đa cầu điện nhé. Vâng, chiều rộng của sản phẩm thì như một chiếc đầu và hai loa hai bên, cũng có chiều rộng tầm 90-92 và chiều cao là trên 40. Vâng, trước khi tép hàng gửi cho những vị khách hàng ở xa, cửa hàng sẽ tép một bản nhạc clip này để gửi tới quý khách hàng, rất là mới và đẹp luôn. Thank you.
sản phẩm với mức tiền tầm trung nhưng chất âm cũng rất là tuyệt vời. Vâng, vậy để kết thúc video tại đây, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh. Và trong thời gian tới thì cũng đang do dịch Covid rất nhiều, các bác khách hàng không cần phải đến trực tiếp cửa hàng để mua sắm các thiết bị, nhưng các bác có thể theo dõi và lựa chọn mỗi khi cửa hàng thông báo trên kênh của mình những sản phẩm gì đang có mặt tại cửa hàng. Các bác có thể liên hệ để đặt hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo.